xin kính chào các quý vị đầu tư, các khán giả của ZFIN Việt Nam. ở trong cái series xây dựng dòng tiền thu nhập thụ động, ZFIN Việt Nam muốn mang đến cho quý vị những cái kiến thức, kinh nghiệm thực tế để có thể xây dựng cho mình những cái danh mục mang lại cái dòng tiền tăng trưởng bền vững trong tương lai, nhằm đạt được các cái mục tiêu tài chính của chúng ta. thì ở bốn phần trước, ZFIN Việt Nam đã lấy các cái ví dụ, các cái trường hợp thực tế từ câu chuyện đầu tư của tỷ phú Warren Buffett vào các doanh nghiệp như Candy, Coca-Cola, Bank of America, Apple. Thì đến ở phần 5 này, thì Ezefiel sẽ gửi đến quý vị một cái nội dung rất đặc biệt. Đó là một cái thương vụ ở Việt Nam. Người Thái đã thu lợi hàng ngàn tỷ đồng từ BMP như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng vào. Thì ở đây chúng ta có thể thấy đây chính là biểu đồ giá cổ phiếu BMP thì đây là top những cái cổ phiếu cũng thuộc dạng tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì à, đầu tiên người Thái đã mua vào cái cổ phiếu BMP vào năm 2012 ở đoạn này. Thì lúc đó giá không phải là 7.850 đồng đâu, 8.000 đồng. Mà giá lúc đó ở trên thị trường nó khoảng từ khoảng độ 38 đến 40.000 đồng. Và người Thái họ đã phải mua trả với một cái mức premium cao hơn Khoảng gần 3%, tức là họ đã phải trả 50.000 đồng để mua hơn 7 triệu cổ phiếu tương đương với 20,4% của BMP. Và họ nắm giữ đến bây giờ. Và sau đó thì 2018 thì họ đã mua thêm lượng cổ phiếu đầu giá toàn bộ luôn từ SCIC để nâng sở hữu lên 49,9%. Và sau đó nhặt thêm để thành khoảng độ 54,55% như hiện nay cái cổ phiếu bình minh. Và lưu ý các quý vị là trong những giai đoạn mua này thì họ đều phải mua cao hơn giá thị trường khoảng độ 20 đến 30% và họ thu được những cái kết quả vô cùng tích cực. Vậy chúng ta hãy đi vào chi tiết từng thương vụ này xem như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta xem là BMP đã mang lại gì cho cổ động mà giá nó lại tăng khủng khiếp thế này. Thì cái gốc ở đây đó chính là cái nền tảng kinh doanh vững chắc mang lại cái dòng cổ tức cao và bền vững rồi tăng trưởng theo thời gian. Tôi xin lấy ví dụ như này. Nếu như năm 2013, sau khi người Thái mua được một năm, thì cổ tức bằng tiền trả cho cổ phiếu mà người Thái mua là có 3.000 đồng trên một cổ phiếu thôi. Sau này thì cổ phiếu có chia tách liên tục và số lượng cổ phiếu lên đến gấp hơn hai lần. Quý vị lưu ý nhé. Mà cái cổ tức năm 2023 nó đã là bao nhiêu đấy ạ? Chúng ta nhìn vào cái năm tài chính là 11.800 đồng mà nó nhân hơn gấp 2 lần thì tức là cái cổ tức ở đây nó lên đến thậm chí 27.000 đồng một cổ phiếu. Tức là năm 2013 có 3 000 thì năm 2023 thì nó đã lên đến 26 27 26 000 đồng một cổ phiếu thì đúng hơn. Đấy là chúng tôi tính điều chỉnh theo cái việc chia cổ phiếu. Và quý vị có thể nhìn thấy nó trả cổ tức một cách đều đặn bền vững và tăng theo thời gian như thế này. Thì từ đó đã giúp cho những nhà đầu tư dài hạn cầm cổ phiếu Bình Minh có được những cái dòng tiền cực kỳ lớn và họ cũng không cần thiết phải quan tâm đến việc bán ra những lúc mà thị trường khó khăn, thậm chí là mua vào mạnh là đằng khác. Và đây chính là cái biểu đồ tóm tắt lại cái lợi nhuận sau thuế cũng như là cái chi trả cổ tức của Bình Minh trong vòng khoảng độ 10 năm qua, 11 năm qua. Thì quý vị có thể thấy năm 2013, lợi nhuận của Bình Minh là 370 tỷ, thì cổ tức là 115 tỷ. Thì đến năm 2024 này thì ước tính lợi nhuận khoảng 1 tỷ và cổ tức là 969 tỷ. Đó, nó rất khủng khiếp như thế. Đó, quý vị có thể thấy lợi nhuận thì tăng gấp 3, chưa được gấp 3. Đó, lợi nhuận chưa đến gấp 3, nhưng cổ tức thì tăng từ 115 tỷ lên 969 tỷ, tức là tăng 8,5 lần cổ tức sau có 11 năm. Một mức tăng cổ tức trung bình khoảng độ hơn 20% một năm, 22% một năm. 22% một năm tức là năm nay nhận cổ tức một đồng thì năm sau 1,22 đồng và 11 năm sau 10 năm sau nhận cổ tức là 9 đồng đó một đồng lên thành 9 đồng nó mang lại một cái dòng tiền to lớn và khổng lồ cho các doanh nghiệp và thực tế thưa quý vị nếu xét trên một cái chiều dài nhiều năm lên đến khoảng 2 30 năm thì 10 năm 20 năm 30 năm thì đa phần những cái doanh nghiệp tăng giá mạnh phát triển mạnh đều là những doanh nghiệp tăng trưởng cổ tức dòng tiền cho cổ đông rất lớn thậm chí kể cả Apple cũng như vậy và Microsoft cũng như vậy đó bởi vậy cho nên nó là rất quan trọng về cái việc đầu tư dòng tiền vậy thì cái thương vụ người Thái vớ bẫn từ BMP như thế nào thì năm 2012 Nawa Plastics của Thái Lan đã chi ra 352 tỷ đồng mua 7 triệu 128.760 cổ phiếu tương ứng với 20,4% cổ phần của Bình Minh và sau quá trình chia tách thì hiện nay nó lên đến 16,7 triệu cổ phiếu. Và ngày 20 tháng 3 năm 2018 họ tiếp tục đấu giá thành công 24.139.923 cổ phiếu với giá xấp xỉ là 96.500 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng với 2.329 tỷ để nâng cái tỷ lệ sở hữu từ 20,4% lên 49,89% cổ phần sau đó Nagwa Plastic đã tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu của mình lên khi mua trên sàn lên khoảng thêm khoảng 4,2 triệu cổ phiếu nữa. Thì với giá trị mua là khoảng 380 tỷ nữa, nâng cái sở hữu lên thành 45 triệu 015 911 cổ phiếu tương ứng với 54,99%. Như vậy, người Thái đã nắm quyền chi phối tại BMP. Đúng và tổng số tiền chi ra tất cả từ 2012 là 352 tỷ Rồi sau đó đấu giá là 2.392 tỷ Và mua thêm trên sàn khoảng 380 tỷ Là 3.061 tỷ Để sở hữu 55% vốn BMP từ ngày đó Còn thực sự nếu mà họ sở hữu 50% từ năm 2012 Thì đâu đó thì họ chỉ mất chưa đến 1.000 tỷ thôi đó, đó là họ mua ở trên sàn À không phải họ mua đấu giá Cái giá còn cao hơn trên sàn rất nhiều Tức là cái giá mua này của họ gần 50 000 đồng trên cổ phiếu nhưng trên sàn hồi đó 2012 tôi nhớ là nó chỉ khoảng 38 đến 40 000 đồng trên một cổ phiếu thôi. Và Bình Minh cũng là một trong những cổ phiếu tôi rất yêu thích hồi đó. Tôi rất yêu thích hồi đó. Tôi vẫn nhớ là 2012 tôi có nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào công ty quản lý quỹ MB MB Capital ở ở phố Liễu Giai. Tôi nhớ là như thế. Còn tầng bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ rõ. Và khi đấy thì tôi lên tôi nộp hồ sơ rồi lên đấy phỏng vấn thì các anh ý cũng yêu cầu thực ra là các anh cũng không phải yêu cầu mà tôi về nhà tôi gửi vào mail của các anh ấy về hai cái cổ phiếu hồi tôi rất quan tâm đó là BMP và Phú Tài hồi đó định giá PE của BMP thưa mấy quý vị hồi đó nhé hồi đó là quý vị biết bằng bao nhiêu không ạ định giá PE của BMP một cổ phiếu hồi rất tốt tăng trưởng bền trả cổ tức cao tài chính lành mạnh quý vị biết bằng bao nhiêu ạ đó, EPS hồi đó sắp xỉ 10.000 giá trên sàn có 38 đến 40 nghìn giờ định giá PE bằng có 4 000 à 4 lần thôi với một cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh cổ tức lại cao nó giống y như là cái cổ phiếu ACB năm cuối 2022 đầu 2023 ấy. giá có mười mấy nghìn cổ tức hơn 1 nghìn tăng trưởng cao PE bằng có hơn 4 Nên nó giống như vậy đấy nó hồi rất rẻ cả cổ phiếu phú tài đấy thì tôi vẫn nhớ cái kỷ niệm của tôi với các cổ phiếu đó và hồi đó tôi cũng thích cái cổ phiếu C32 nữa đó thế nào thành ra là tôi nhớ rất rõ tôi nhớ rất rõ ở đây đó thì uh, cổ tức nhận được năm 2013 của uh, Na qua thì họ nhận được hơn 20 tỷ khoảng 22 tỷ 3 000 đồng này, trên hơn 7 triệu này khoảng gần 22 tỷ tức là tương ứng với chia cho cái giá vốn họ mua ấy thì là khoảng 6,66%. Còn thực tế là hồi chúng ta mua ấy giá có 38 đến 40 thì nó trả 3.000 thì tỷ lệ cổ tức của chúng ta là 7,5 đến 8% cơ. Tức là chúng ta mua rẻ hơn chiết khấu hơn 25% cơ mà. Chiết khấu hơn nhiều lắm. Quý vị nhé Thế thì đến năm 2024 ấy, số cổ phần mua năm 2012 nhé 2000 đến năm 2023 2024 ấy, thì họ nhận được cổ tức. Thưa mấy quý vị là cái số mua cái năm 2012 nhé nhận được cổ tức Quý vị biết bao nhiêu Nó khoảng độ 198 tỷ. Tương ứng với hơn 60%. Hơn 50%, 53, 54% trên cái vốn đầu tư 2012. Đấy là không tính về tiền cổ tức nhận được tái đầu tư đó. Còn nếu là nhà đầu tư cá nhân của chúng ta, quý vị biết được bao nhiêu không ạ? Nó tương đương với hơn 70% cổ tức. Cơ. So với cái giá mua ngày trước của chúng ta. Tức là cái cổ tức này nó tăng đều 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 đều. Nếu như là năm 2012 chúng ta nhận được 7,5 đến 8% trên cái giá mua ấy thì cái cổ tức ý đến năm 2023 này ấy, nó đã tăng gấp gần 9 lần rồi. Tức là nó đạt được khoảng độ 70% cổ tức. 70% cổ tức luôn đấy. Trên cái giá mua của chúng ta cái hồi đó. Đó, tức là hồi mua 38 đến 40 thì đâu đó nó được khoảng độ 27 hay 26 27 28 000 đồng trên một cổ phiếu cổ tức bây giờ đấy. Nếu mà không tính chia tách, nó rất khủng khiếp như vậy. Và nó rất cao. Còn người Thái thì họ phải mua giá cao hơn Tuy mua giá cao hơn Nhưng mà cái cổ tức của họ nhận được Trên cái cái lô đầu tiên mua 2012 ấy, Thì nó cũng lên đến 50 mấy phần trăm rồi Còn tính tổng chung này Riêng năm 2023-2024 Thì họ nhận được mỗi năm khoảng độ 530 tỷ cổ tức tiền mặt Quý vị ạ Ví dụ thôi tính tổng vốn đầu tư 3061 Thì như vậy họ được 17,3% một năm rồi Và năm sau ấy, hoàn toàn có thể tăng cao hơn Tổng lượng cổ tức khổng lồ luôn Đúng không ạ Trong khi gửi ngân hàng có 5% mà cái này cổ tức nó vẫn cứ tăng hàng năm Và nếu tính theo giá trị trường hiện nay Thì số cổ phiếu Mà Nawa nắm giữ ấy, Năm 2018 là họ muộn rất cao nhé Đầu giá họ mua rất cao so với giá thị trường Thế mà đến nay thì Cái cái tổng khoản Họ nắm giữ là 6.105 tỷ đồng Gấp hai lần vốn đầu tư Nghe có vẻ nhỏ nhưng thực tế Cái lô mà mua năm 2012 ấy, đến nay ấy, Thưa quý vị nó tăng khoảng 14 15 lần nếu tính tiền tái đầu tư đó. Thậm chí lên đến 17 18 lần nếu tái đầu tư chính vào cổ phiếu BMB. Nó tăng 17 18 lần sau 11 năm đấy, 11 12 năm đấy. Thế còn cái lô nó mua năm 2018 đến nay thì họ nhận cổ tức năm nào mua đống rồi mà giá vẫn tăng rất cao. Ủa? Wow. nhận đến 530 tỷ đồng cổ tức mỗi năm này. Thì phải nói là cái thương vụ này Ở Việt Nam đầy thương vụ kinh điển Nhiều lắm Chứ không phải ở Mỹ mới có cái thương vụ Coca Cola của tỷ phú Warren Buffett ấy, thì bỏ ra hơn 1 tỷ đô thì nhận được có 30 mươi mấy triệu cổ tức năm đầu thôi và đến 10 năm sau, 11 năm sau đến năm 1999 thì cổ tức của Coca Cola trả cho cụ Buffett mới có 120 triệu đô tương đương với chưa đến 12%. Nhưng mà ông này đây 11 năm sau mà cái lượng cổ tức trên cái vốn đầu tư ban đầu nó lên đến 50%, từ gấp hơn 4 lần so với tỷ phú Warren Buffett được. Đó, Việt Nam nhiều thương vụ kinh khủng khiếp lắm hay là các cái cổ phiếu khác cũng mang lại lợi nhuận rất khủng khiếp đó là Vicostone đó là Phú Tài đó là ACB đó là FPT và hàng loạt các cổ phiếu khác đấy. đó, nó vừa trả cổ tức tăng cao cho chúng ta đồng thời về giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng nó cũng gần giống như cái nội dung hôm trước này Zephin có xây dựng cái khóa học trong vòng có 3 tiếng đối với các nhà đầu tư đó là xây dựng dòng thu nhập thụ động để nghỉ hưu sống khỏe về hưu đó là chúng ta đầu tư làm sao mà nó phải vừa đẻ cổ tức chúng ta tiêu dùng mà lại vừa phải tăng giá trị theo thời gian cơ. Thì đây chính là cái thương vụ như thế. Và thực tế thì uh, hiện nay thì chưa có chưa đến tháng 11 thành ra AZ Fin lấy tạo Đây là AZ Fin cũng tích sản hàng tháng đấy, từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Này. Đấy thì chúng tôi làm tích từ mùng 1 tháng 1 2023 và quý vị vào page AZFIN cũng như là ở cộng đồng tích sản ấy. 22 tháng những tháng nào chúng tôi tôi cũng post lên đầy đủ. Tháng nào mua gì là bốt đấy. Chứ ngoài bây giờ mới bốt đâu. Tháng nào chúng tôi cũng bốt. Đấy và cái dòng cổ tức của cái này bây giờ rất cao. Quý vị có thể thấy ví dụ như là mùng 1 tháng 1 năm 2013 thì bỏ ra 3840 triệu thì được có 2 triệu cổ tức thôi. Thì đến bây giờ, đến tháng 10 năm 2024 tích lũy là 1 tỷ 060 triệu thì cổ tức đã đạt 68,2 triệu đồng. Tức là 6,4% trên 4. 4 thôi. Và theo hiệu ứng Hòn Tuyết Lăng nó cứ tiếp tục càng về sau thì nó lăn nhanh kinh khủng khiếp luôn ví dụ như là trong chỉ cần hết năm sau hết năm 2025 đi thì cổ tức của danh mục hoàn toàn có thể đạt được khoảng 130 triệu thậm chí 150 triệu và như vậy mỗi năm lại có 150 triệu cổ tức bỏ vào tái đầu tư thì riêng cái cổ tức tái đầu tư nó lại nhiều hơn một tháng bỏ vào nó lại tạo ra một đống tiền nữa chục triệu cổ tức nữa, bảy triệu cổ tức nữa. Đó nó cứ liên tục như thế, đấy gọi là hiệu ứng hoàn tuyết lại. Và cái việc đầu tư, cái xây dựng cái danh mục có cổ tức tăng theo thời gian ấy là một cái phương pháp, là một cái bí mật mà tỷ phú Warren Buffett đã thành công và giàu có. Rất lớn. Và ông ấy nói ông Bezos đó là không ai thích giàu chậm này Cái này giàu chậm và đặc biệt là giai đoạn đầu. Trong 1, 2, 3, 4, 5, thậm chí 7, 8 năm đầu Cực kỳ chậm chạp. Nhưng đến năm thứ 10, đến năm thứ mười mấy bắt đầu nó mới lăn nhanh khủng khiếp. Đấy tôi lấy ví dụ nào. Người ta cũng nói rồi. Để có được một triệu đô la đầu tiên. Thì 10.000 đô la đầu 10.000 đô, đô la tích lũy ban đầu là khó nhất. Để trở thành tỷ phú đô la thì gọi là 10 triệu đô, đô la đầu tiên là khó nhất. Đấy là các tỷ phú họ nói. Đấy, và thực tế nó cũng đúng như vậy. Bởi bây giờ ví dụ đây này. Những cái thời gian đầu tích được có mấy 2 3 triệu của cổ tức một 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 năm thì đến bây giờ cổ tức đã 6 8 triệu rồi. Có hai chục tháng như mấy. Nó mà lên đến 6 7 chục tháng có khi cổ tức lên đến gần tỷ năm. Đến đấy. Đó. Đó thì đấy là chính là cái cách đầu tư mà để nó lan nhanh. Và quý vị hãy hiểu như này. Nếu mà có 10 triệu ấy, thì lợi nhuận 2% một năm, dòng tiền khoảng độ 6% một năm thì nó chỉ mang lại 600 000 dòng tiền và tăng giá tăng tài sản 2, 2 triệu thôi nhưng mà khi lên đến 10 tỷ chẳng hạn thì dòng tiền nó là 600 triệu 600 triệu dòng tiền và cái việc là tăng tài sản nó là 2 tỷ một năm và năm sau lại bỏ thêm ít thì nó lại tăng là 2,5 tỷ năm sau nữa là 3,1 tỷ năm sau nữa là 3,7 tỷ và cứ thế nó làm rất nhanh khi mà quy mô lớn này. Tất nhiên để đạt được điều đó không phải chúng ta ngồi với nhau ở đây chúng ta nói phép chúng ta chém gió mà chúng ta phải hành động. Cũng giống như là một thiền sư rất nổi tiếng đã từng nói vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Đấy, vậy hãy làm đi thì sau này mới có thành quả. Thì xin chúc quý vị có những cái nội dung hữu ích tham khảo trong quá trình xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động hướng đến thực sự tự do tài chính và đạt được các mục tiêu tài chính trong tương lai dài 10 năm, 15 năm sắp tới và xây dựng những cái gia sản lớn trong 10 năm, 20, 25, 30, 40 năm tới. Xin chào và hẹn gặp lại.